Yêu sang, giá hơn 700 triệu đồng. Từ trước tới nay, Cavia luôn được giới thượng lưu biết đến như một hãng thiết kế smartphone xa xỉ, với nhiều phiên bản cao cấp được làm lại với nhiều vật liệu quý hiếm sang trọng. Mới đây, Cavia tiếp tục giới thiệu bộ sưu tập iPhone 11 Pro và Pro Max mới nhất của mình, với điểm nhấn là loại bỏ được cụm camera vuông lồi lên do mặt lưng được làm dày hơn. Nhờ đó, iPhone 11 Pro trở nên liền mạch và hoàn toàn phẳng khi đặt xuống mặt bàn. Có giá rẻ nhất trong bộ sưu tập này là iPhone 11 Pro phiên bản Titanium với họa tiết tương phản ở phần nửa trên và nửa dưới của mặt lưng. Phiên bản này có giá từ 4.300 đô la Mỹ, tương đương 100 triệu Việt Nam đồng. Phiên bản Victory Bronze với họa tiết kết hợp giữa titanium và đồng, làm nổi bật hai tông màu đối lập có giá 4.890 đô la Mỹ. Cao cấp hơn là phiên bản iPhone 11 Pro với phần khung làm từ vàng nguyên chất kết hợp titanium. Mặt lưng bọc da cá sấu màu đen cùng đường vân đặc trưng, giá của phiên bản này lên tới 12.790 đô la Mỹ đắt tiền nhất là biến thể Victory Diamond với phần khung đương làm toàn bộ từ vàng nguyên chất, đính kèm kim cương ở giải chữ V, giá của nó lên tới 32.070 đô la Mỹ, tương đương 746 triệu Việt Nam đồng, dành cho phiên bản cao cấp nhất.